Camera 4G DA 2.4 xem được hai màn hình cùng lúc, có hai mắt camera, cùng mình khám phá xem nhá. Với hai mắt ghép góc quay siêu rộng, xem được lên tới hai màn hình tích hợp. Mắt trên thì cố định, mắt dưới thì được hỗ trợ quay ngang 305 độ, quay dọc 90 độ không có. Màn hình chia ra hai góc nhìn, hoàn toàn có thể xoay ngược về phía sau để theo dõi được ngoài sân, trong nhà cùng lúc. Camera sử dụng SIM 4G, dễ dàng lắp đặt ở bất kỳ vị trí nào bạn muốn. Dù không có Wi-Fi vẫn xem được rõ nét hình ảnh, cập nhật thời gian thực từ ngoài sân, vườn tược hay kể cả khu nông trại, ao cá lớn cũng cần được hết. Camera sử dụng pin năng lượng mặt trời lithium, có thể hoạt động được lên tới 72 giờ trong điều kiện không ánh sáng. Chất lượng con camera này thì khỏi bàn, chỉ số IP67, chống nước, chống bụi, chống gió, kháng mọi loại thời tiết luôn. Và đặc biệt hai mắt này đều cho ra chất lượng hình ảnh rõ nét 1080p Full HD. Cái này thì có hỗ trợ luôn cả chế độ hồng ngoại ban đêm, có màu rõ nét y hệt như ban ngày luôn. Vì camera an ninh nên con này được trang bị đầy đủ các tính năng đàm thoại hai chiều, cảnh báo khi phát hiện chuyển động hình người, an tâm giám sát ngôi nhà 24/7. Muốn sử dụng bạn chỉ cần tải ngay về ứng dụng Ocam như trên màn hình, kết nối trong một nút bấm thế là xong. Hỗ trợ tiếng Việt nên các bạn cứ yên tâm mà sử dụng, tùy chỉnh thiết lập cam thoải mái. Nhiều tính năng là vậy nhưng mà camera DA 2.4 đang có mức giá bán rất hời. Các bác nào đang có sân vườn kho bãi lớn thì nhanh tay chốt deal em này nhá.